xin chào các bạn mình là thế anh mình đến từ cộng đồng thế nida cộng đồng chuyên chia sẻ với các sàn nido các sàn daikrypto các sàn nido đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những giờ mới nhất mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và hoàn thành phần KYC xác minh danh tính trên nền tảng NBank một trong những sàn giao dịch với rất nhiều các cặp coin mới và có thể đem lại tiềm năng hứa hẹn cho anh em khi anh em chơi giao dịch ở trên nền tảng này đây cũng là một nền tảng khá uy tín được nhiều anh em chơi đơ đặc biệt là anh em thích chơi các kèo quái rác thì hay chơi ở đây để đăng ký vào KC xác minh danh tính trên em thì anh em sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video sau đó thì các bạn điền email điền password và đồng ý điều kiện trang sau đó chúng ta là nút đăng ký, ta xác thực người máy, tiếp theo sẽ có một cái cốt gửi về chúng ta thông qua email các bạn đã khai báo, bên trong email thì các bạn sẽ nhận được một đoạn cốt, chúng ta copy đoạn cốt này và các bạn trở lại với giao diện đăng ký, các bạn paste cốt vào đây, chúng ta là nút đăng ký. Trước khi đến phần KC thì mình xin lưu ý anh em là nếu anh em nào đang để ngôn ngữ là tiếng Việt thì các bạn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh trước khi chúng ta KC bởi vì là cái thứ tự ở trong cái phần tên chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của việc KC và dùng ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn sẽ điền chính xác thứ tự nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào góc phía trên. Chúng ta có thể lựa chọn vào phần bảo mật. Security ạ. Ở trong đây nó có phần đó là xác minh danh tính gian và nút vary Ở đây chúng ta sẽ điền thông tin. Trước tiên các bạn điền first name. First name là phần họ, last name là phần tên và tên đệ. Nếu các bạn không quen thì các bạn thể dùng phần dịch ở đây. Đấy. Ở trong đây nó có cái phần phần thông tin xác thực chính là chúng ta ấn vào đây. Với đối phần ID card thì chúng ta sẽ có thể dùng căn cước công dân Đối với phần Passport thì chúng ta có thể dùng hộ chiếu và đối với phần Delivery license thì chúng ta dùng bằng lái xe. Tùy theo các bạn đã sử dụng loại giấy tờ gì thì các bạn sẽ KC với loại giấy tờ đó và chỉ cần KC với duy nhất một loại giấy tờ thôi. Đấy, như mình ở đây mình sẽ chọn là ID card. Đấy. Dòng ID number chính là cái số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của chúng ta hoặc số bằng uh, lái xe chúng ta chúng ta sẽ điền chính xác vào đây nhé. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào route next để chúng ta tiếp tục. Mong anh em thông cảm bởi vì do chính sách cộng đồng của YouTube trong cổ đô bắt nạt không cho phép chia sẻ phần thông tin cá nhân và phần địa chỉ lên mình không thể chia sẻ thông tin này cho anh em được mà mình chỉ có thể hướng dẫn bằng miệng để cho anh em có thể hình dung được mong anh em thông cảm. Đến phần tiếp theo chính là phần upload ID photo. Từ đây chúng ta sẽ có những hình ảnh upload như sau thứ nhất đó là chúng ta sẽ nốt phần mặt trước của chứng minh nhân dân hộ chiếu thứ hai là mặt sau của chứng minh nhân dân hộ chiếu và ảnh thứ ba là ảnh selfie thì để các bạn có thể để tiện hơn thì các bạn có thể dùng google dịch ở đây ấy, thì chúng ta thấy này, này ảnh mặt trước này đúng không ạ ảnh mặt sau này được chưa Đấy, đối hộ chiếu sẽ, sẽ là phần bìa hộ chiếu anh em nhé còn ảnh này là một ảnh bức ảnh gần đây nhất của chính bạn thì chúng ta sẽ là ảnh selfie và nếu như mà các bạn mà gửi cái ảnh đó lên ví dụ chúng ta ảnh mà ảnh rõ khuôn mặt chúng ta nhé ảnh chân dung thôi nửa người thôi anh em chỉ cần ảnh nửa người cũng được mà tốt hơn là anh em dùng ảnh cả người cũng được toàn chân dùng ra ta nhé bao gồm từ phần chân đến phần đầu đấy, chúng ta chụp và chúng ta gửi lên và nếu như cái phần này mà anh em kc cũng không được đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái ảnh cầm chứng minh một căn cước công dân nhé Nhìn chung ấy thì cái ảnh nó sẽ quan trọng nhất là phần tưởng người nếu như mà anh em mà chụp mà 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 chụp mà, từ chân đến đầu không được người ta chụp nửa người thôi nhá làm sao mà từ cái phần bụng trở lên là được nhá ok đấy và sau khi chúng ta hoàn thành nội dung này xong ta ăn vào Submit hoàn tất quá trình kyc và chúng ta sẽ chờ đợi quá trình kyc diễn ra đấy có một cái phần lưu ý cho anh em một tí này hình ảnh nó yêu cầu là vui lòng giữ hình ảnh rõ ràng và kích thước file nhỏ hơn 1B nếu anh em sẽ bị lỗi là không thể gửi file được thì có một cái mẹo cho anh em như sau anh em có thể gửi một tin nhắn qua Facebook sau đó anh em tải từ tin nhắn xuống được chưa chúng ta có thể hình ảnh gửi hình ảnh qua Facebook qua tính năng Messenger đấy ở trên Facebook sau đó chúng ta tải từ Facebook xuống là được nhá được chưa ạ đó chúng ta gửi qua messenger tải từ ảnh từ messenger ngược ngược xuống nhé là được nhé ngoài ra thì có một số các cái trang giảm kích thước file đấy giảm kích thước file hình ảnh thì chúng ta có thể sử dụng các cái trang đó nhưng mà cái để giữ hình ảnh chất lượng tốt nhất thì anh em nên dùng đó là dùng mac đó hoặc có một cái cách nữa đó là anh em tải hình ảnh lên máy tính sau đó dùng tính năng chụp ảnh màn hình Đấy, chịu ảnh màn hình sau đó chúng ta dùng Photoshop chúng ta cắt file Đấy, chúng, ta, chúng ta sẽ cắt cái file đó chúng ta có thể giảm cái kích thước hình ảnh nhá có vậy thôi ok vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong phần hướng dẫn anh em cách để chúng ta cây xác minh danh tính trên nền tảng anh bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cả anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong các video tiếp theo